Bảo Điền có sẵn xin mến chào cô chú chị mình ha. Em Điền thì chuyên quay bán những sản phẩm ở huyện Xuyên Mộc ha anh chị ha. Nếu mà cô chú chị nào mà có cái sản phẩm nào cần bán thì gửi cho em Điền bán ha. Và cô chú chị mà có nhu cầu mua bất động sản dưới cái huyện Xuyên Mộc này á thì cũng liên hệ em nha. Em Điền cảm ơn rất là nhiều. Nay em Điền có một cái sản phẩm rất là đẹp luôn chị. Gần 1.300 m², nằm ngay trung tâm huyện Xuyên Mộc anh chị. Nói chung là vị trí thì dường như là nằm trung tâm huyện luôn vậy ha. Đó, hiện tại mình đang có mặt ở đây là ở ngay địa phận xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nhưng mà giáp ngay thị trấn luôn anh chị ha. Đi qua chút xíu đường này thì đường nối thẳng luôn anh chị, đi ra quốc lộ 5 cũng như là ra bệnh viện huyện Xuyên Mộc anh chị. Đó, nói chung là đi qua chút xíu thôi, khoảng vài trăm mét thôi là mình giao với lại giáp với lại địa phận thị trấn Phước Bửu đó anh chị. Vị trí nằm cũng tương đối là gần hồ Bà Tô, hồ công viên anh chị. Đó, đâm ra khí hậu ở đây rất là mát anh chị ha. Đó thì cái hướng này mình đi khoảng chưa tới một cây số, chưa đầy một cây số là mình đụng ngay quốc lộ 5 ha, hay được gọi là nối đường này là đường Tôn Thất Tùng nối dài anh chị. Đâm thẳng ra là gặp ngay bệnh viện huyện Xuyên Mộc luôn anh chị ha. Anh chị có thể search Google là bệnh viện huyện Xuyên Mộc ha. Và đối diện bệnh viện đó là có một con đường ha. Đó là đường đó chạy vào đây anh chị ha. Đó. Đường xá anh chị có thể thấy nè, rất là đẹp luôn. Tim vàng ha, ô tô lấn nhau thoải mái, đường xe tải, xe ben, xe du lịch, container đi thoải mái luôn anh chị ha. Đặc biệt nữa là cái tuyến đường này sẽ được mở rộng nữa nha anh chị, mở rộng khoảng là 20 mét anh chị ha. Đó, mà không có lấn qua cái phần đất của mình nha, sẽ mở rộng phía đối diện anh chị. Nói chung bất động sản mình sẽ không có dính một tí lộ giới nào anh chị ha. Và hướng mà em đi qua đây là đi thẳng vào là đi vào khu dân cư cũng như là đi ra trung tâm xã Xuyên Mộc anh chị. Đường này có mình có thể thông ra được tỉnh lộ 329 anh chị ha. 329 thì nằm ngoài này. Cũng nói chung là đi khoảng loanh quanh chưa đầy một cây số là mình có thể là ra đường chính này cũng như là tiện ích tiện nghi thì loanh quanh khoảng một cây đổ lại thôi anh chị ha. Đó, vị trí trung tâm ngay trung tâm huyện thì anh chị cũng đã biết rồi. Trường học các cấp nè, chợ nè, ủy ban nè, công viên nè, nó rất là gần luôn anh chị ha. Nói chung là mình có thể tập thể dục này kia, đi ra công viên rất là gần ha, công viên Hồ Bà Tô khoảng cách đường chim bay vài trăm mét và mình đi đường bộ chưa tới một cây số anh chị ha. Đó, tập thể dục vi vu luôn chị ha. Đó. Kế bên hàng xóm thì có những cái villa nhà biệt thự rất là đẹp luôn chị ha. Và bây giờ anh Điền quay lại vấn đề chính anh chị. Anh Điền xin giới thiệu tới cô chú gì mà một bất động sản nằm trên mặt tiền đường này gần 1.300 m², bán giá cực kỳ hời luôn chị ha, rất là rẻ luôn anh chị. Đó. Bây giờ em Điền sẽ nói thông tin cơ bản trước anh chị ha, rồi sau đó mình sẽ báo giá luôn anh chị. Đó. Bất động sản mình đây chị đang có diện tích là tổng diện tích là 1.271 m² anh chị. Đó. Và có bám theo mặt tiền đường này là 20 m. Ranh từ đây anh chị ha. Đó. Qua bên này là 20 m. Chính xác là bám theo mặt tiền đường xéo xéo này thì 20,1 m anh chị. Đó, nói chung là hậu mình là 20 mét. Đó, nói chung là đất mình vuông vức, có cái là do xéo theo mặt tiền đường, đâm ra là mặt tiền đường mình có thể là dài hơn chút xíu. Đó. Ranh từ đây ha. Nói chung là bất động sản mình thì sâu vào trong là 66 mét anh chị, một chiều sâu rất là lý tưởng anh chị ha. Đó, một bất động sản đất vườn. Đó. Và qua bên này là 20 mét anh chị. Đó. Tổng diện tích là 1.271 m². Dân cư rất là đông, ở mặt tiền này mình có thể kinh doanh mua bán được anh chị nha. Đây. Đây. Qua tới đây là 20 mét anh chị. Sâu vào trong là 66 mét. Đó, nói chung là cái bất động sản mình thì một cạnh dài một cạnh ngắn, nhưng mà đất mình là vuông vức anh chị ha, do là xéo nên là cạnh này sẽ dài hơn anh chị ha. Đó. Đất rất là đẹp luôn anh chị. Đó. Cái thế đất này anh chị có thể thấy này. Đây, đất bằng với đường luôn chị ha. Đó. Đó, rất là đẹp luôn anh chị. Đó, một mảnh đất rừng rất là rộng. Và em Điền cũng xin được báo giá luôn chị ha. Gia chủ mình đang ngợp anh chị, bán giá rất là hời luôn. Tổng diện tích bất động sản mình thì đang bán là 2 tỷ rưỡi anh chị. Tất nhiên là giá này sẽ có thương lượng. Đó, quan trọng là anh chị mình, cô chú chị mình thiện chí là em tiền sẽ trả giá mà sát nhất tốt nhất cho cô chú chị mình mua anh chị ha. Đó. Hiện tại bất động sản mình thì đang được trống thôi và đang cho hàng xóm trồng nhờ bắp anh chị ha. Đó.
ranh mình thì sâu vô giáp luôn cái nhà đó chị ha. Đó. Đó, rất là vuông. Hiện tại bất động sản mình đang rào kẽm B40 hết rồi, có ranh mốc rõ ràng rồi. Hai nhà dân nằm san sát luôn, đâm ra là về cái vấn đề mà tranh chấp là không có, là ranh mốc rõ ràng này. Sổ thì đang hiện tại là đang sổ mới luôn chị ha, sổ đã cấp đổi rồi ha, sổ đã là số liệu mới rồi, đó, sổ riêng công chứng ngay, giá rất là hời luôn chị. Đó. Chỗ này thì đi xuống biển Hồ Tràm rất là gần, đi khoảng đâu đó là 10 cây số thôi chị ha, 10 cây số là mình có thể xuống biển Hồ Tràm rồi. Mình đi ra ngoài đây là đi quốc lộ 5 rồi, mình đi xuống biển được biển rồi chị này. Một mảnh đất thì nói chung là mảnh đất này là cái diện với cái diện tích này nằm ngay trung tâm này, khí hậu cũng rất là mát này. Đó, với cái diện tích này thì rất thích hợp cho cô chú chị mình mua làm nhà vườn nghỉ dưỡng luôn chị ha. Và đặc biệt nữa, nếu như cô chú chị mà muốn đầu tư á, thì mình có thể là tách đôi ra chị, mỗi lô 10 mét, tổng diện tích khoảng hơn 600 mét vuông mỗi lô chị, rất là đẹp luôn chị ha. Thì hiện tại bất động sản mình thì đang là phủ hầm toàn bộ ha, và trên sổ thì chưa có thổ cư. Nói chung là mình có thể lên thêm thổ cư tùy theo cái nhu cầu của mình ha. Bất động sản mình phủ hầm này là lên thoải mái gì, lên hết đất luôn cũng được anh chị ha. Cái bất động sản mình thì không có cái gì để chê anh chị ha. Vuông vức nằm khu dân cư đông đúc, có thể kinh doanh mua bán được ha. Bất động sản mình có thể là bất động sản này mình có thể là mua đầu tư để dành để lâu dài, đầu tư phân lô cũng được này, ở nghỉ dưỡng vô tư này, và mình có thể đặc biệt nữa mình có thể là kinh doanh làm một cái quán cà phê sân vườn, rất là tuyệt vời luôn chị ha. Đó, như những nhà kế bên này này, nhà vườn nghỉ dưỡng không á chị, đây bên này có villa rất là đẹp luôn. Giá bán chỉ có 2 tỷ rưỡi thôi chị, rất là rẻ chị ha. Nói chung là bất động sản mình thì không có một cái tì vết nào luôn chị ha. Có một cái này em đi cũng chỉ luôn ha. Đó. Tất nhiên là cô chú chị nào quan tâm coi thì sẽ để ý cái trụ điện này anh chị ha. Đó, trụ điện này này. Đây là một cái trụ điện hai pha của một cái tư nhân nào đó muốn kéo điện ha. Kéo điện đi ngang qua đất mình, nói chung là đang kéo nhờ thôi. Đó. Thì kéo từ đây qua lại nằm ngay gần phía hậu của mình ha. Nằm giữa đất, thì nói chung là này đang kéo nhờ qua đất mình. Nói chung là mình có chứng nhận mình mà mua về mình có thể là di dời cột điện sao cho nó hợp lý lại anh chị ha. Đó. Hoặc là liên hệ với cái người này thì tháo dỡ cái cột này như nào đó mình có thể đàm phán được anh chị ha. Nói chung là cái trụ điện này cũng cũng không đáng kể lắm anh chị. Cũng không có gì để đáng kể anh chị. Từ Sài Gòn mà cô chú gì di chuyển về đây thì mất khoảng 2 tiếng đồng hồ thôi anh chị ha. Đi cao tốc đó, tương lai có cái cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu nữa thì mình đi xuống rất là gần ha. Đó. Khu dân cư đường xã này mình ở gần đây thì có những cái cung đường quy hoạch nữa anh chị ha. Ở dưới này sẽ có một cái đường quy hoạch là nối từ ngay cái chỗ đường vành đai Hồ Bà Tô này, mình nối về 329, nối về xuống được trung tâm thương mại ha, ngay chợ đêm rồi anh chị ha. Đó, còn trên này sẽ có một con đường là 329 này, mình nối 329, 328 xuống ngay chỗ đường Vành Đai thị trấn anh chị. Đó. Rất là tiềm năng anh chị ha, rất là đẹp luôn. Rồi cô chú nào mà quan tâm bất động sản này liên hệ số điện thoại 0786668834 nha. Thì chí nữa mình có thể gặp trực tiếp chủ để thương lượng thêm anh chị ha, và làm rõ vấn đề là cái cột điện. Em Điền cũng xin được kết thúc video clip tại đây nha. Em Điền cảm ơn cô chú đã quan tâm và theo dõi kênh Em Điền thời gian vừa qua. Và Em Điền cũng xin được hẹn gặp lại cô chú những video clip lần sau. Xin chào.